Xin chào các bạn, sau những video mà mình hướng dẫn các bạn chọn mua loa Bluetooth hay là loa sound bar dành cho TV thì mình thấy cái nhu cầu của các bạn hỏi rất nhiều về loa karaoke hay là loa kéo này này. Đó, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình để cho các bạn có thể chọn mua được những cái loa karaoke, loa kéo mà phù hợp nhất với cái mục đích và cái nhu cầu sử dụng của các bạn. Ok, thì điều đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cái chất âm chung của các cái dòng loa kéo này này. Thì cái chất âm chung của nó khác xa so với những cái loa nghe nhạc ở nhà các bạn. Và đặc trưng ba cái giải âm thì nó sẽ như sau. Cái phần âm cao của nó ấy, phần âm cao của nó thì rất là sáng và nhưng mà nó lại không được chi tiết cho lắm. Thì cũng dễ hiểu thì khi chúng ta nghe nhạc ngoài trời thì chúng ta cần âm thanh là đi xa và lan tỏa rộng trong một cái không gian lớn. Nên là cái âm cao đó nó là cái yếu tố chính để tạo nên cái yếu tố đó. Và cái thứ hai là không được chi tiết thì dễ hiểu thôi, vì ở ngoài trời nó rất là ồn. Đấy, nên là cái dù chi tiết đến mấy thì ở ngoài trời nó cũng không thể cảm nhận được và nó cũng không phải là một cái yếu tố để tạo nên một cái con loa karaoke hay. Nên là chỉ những loa nghe nhạc thì nó mới cần độ chi tiết sạch sẽ. Tiếp đến là ở phần giải âm chung. Giải âm chung của loa kéo thì thường là rất là rõ tiếng và rất là thật tiếng đó. Và còn cái phần giải trầm thì luôn là thế mạnh của loa kéo, vì chúng ta nghe nhạc ngoài trời chúng ta cần nó phải uy lực và cái giải trầm nó sẽ nổi trội lên hẳn đấy trong ba giải âm đó. Thì đó là chung về cả ba giải âm của nó. Nhưng mà các bạn nên hiểu rằng là những cái loa kéo nói chung thì chất âm của nó là không được nịnh tai này, không được sạch sẽ cho lắm, không được chi tiết cho lắm. Và cái hiệu ứng stereo thì nó không rõ ràng như những cái loa mà nghe nhạc thưởng thức ở nhà đó. Nhưng mà các cái yếu tố mà loa kéo nó có thì nó lại tạo nên được cái độ lan tỏa rộng trong không gian rộng, và nó rất là tốt khi mà mình hát karaoke, tiếng nó rất là rõ và thật. Ok, là tiếp đến là mình sẽ phân loại loa kéo theo các cái yếu tố sau. Thì nó sẽ có các yếu tố về có pin và không có pin. Thì ở đây mình có xếp một số cái con nhỏ nhỏ ở phía trên này này, là những dòng có pin đây, và ba con ở dưới này đây. Đó, thì kích thước của nó nhỏ nhỏ và dĩ nhiên là có pin thì nó thuận tiện cho các bạn là mang ra ngoài trời mà chỗ nào không có điện để cắm thì vẫn có thể sử dụng được. Và những cái dòng không có pin mà chúng ta phải cắm điện trực tiếp để dùng thì là những cái con loa to ở bên này này. Đó, này ví dụ như con này là V21 này, V41 này, hay là Partybox 1000 này, con mới ra này, hoặc ở bên này có Aeon One đó của JBL. Thì đó là cái yếu tố đầu tiên. Thì những con loa kéo thì các bạn ưu tiên cho những cái dòng mà không có pin mà phải cắm điện như thế này thì nó sẽ có hiệu quả âm thanh tốt hơn nhiều. Và chủ yếu là để dùng ở nhà hoặc là chỗ nào có điện để cắm thôi. Và đó là yếu tố đầu tiên. Thì đến cái yếu tố thứ hai thì mình sẽ phân loại theo cái kích thước của nó. Thì những cái loa có kích thước nhỏ mà dòng phổ thông nhất thì đây chúng ta có Bose S1 Pro này, hay là JBL Compact. Đây là hai con đang cạnh tranh trực tiếp với nhau. Và con JBL Compact này là con vừa mới được hãng giới thiệu này. Đó, và sắp tới mình sẽ làm một cái video để so sánh trực tiếp hai con này cho các bạn tham khảo luôn. Và bên này chúng ta có con Sony PG10, cũng là con loa kéo tiêu biểu nhất dòng có pin của Sony cái đợt vừa rồi, khá nhiều người quan tâm. Đó. Và ở dưới này thì chúng ta có một số các mẫu nhỏ nhỏ hơn. Và để mà phân loại thì cái dòng to ấy, thì đây các bạn thấy này, những cái con loa rất là to, công suất từ 500 đến 1000W. Thì ví dụ như con Partybox 1000 này, công suất rất là lớn, hay là con JBL Aeon One ở bên kia. Đó. Đó là phân loại về cái kích thước. Thì cái cuối cùng thì chúng ta sẽ phân loại theo cái dòng phổ thông dùng cho gia đình, hoặc là những cái dòng chuyên nghiệp dùng cho những người mà người ta ca nhạc, tổ chức ca nhạc hoặc là biểu diễn. Thì cái dòng mà phổ thông cho gia đình thì có những cái con ở phía trên này, hoặc là những cái con nhỏ nhỏ ở dưới này. Đây ví dụ như là con Partybox 300 này, hay là Partybox 100, hoặc là con P15 của Audiofox. Thì những cái dòng gia đình thì nó rất là đơn giản, có nghĩa là chúng ta chỉ việc kết nối Bluetooth vào này, xong rồi cắm 1 đến 2 cái mic. Ở phía sau nó có cái đường cắm mic để chúng ta cắm mic vào hát. Đó. Còn các cái dòng chuyên nghiệp thì thường là kích thước nó lớn hơn và nó có nhiều các cái đường kết nối và tùy chỉnh hơn. Đây, ví dụ như các bạn nhìn thấy một bàn mixer ở đây là thường những cái con chuyên nghiệp như con JBL Aeon One hay là Aeon One Pro thì đều có những cái bàn mixer này. Và đây là một con 208 cũng thuộc dòng Aeon của JBL, thì chúng ta sẽ có rất nhiều đường vào và chỉnh chi tiết. Đó là mình phân loại theo ba cái yếu tố đó. Ok, cái ý thứ ba thì mình sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của mình dựa trên cái yếu tố là mục đích và nhu cầu sử dụng. Thì với những cái mục đích sử dụng cho một cái nhóm người ở không gian khoảng 3 đến 5 người gì đó thì chúng ta thường, hoặc là cho gia đình ấy, thì chúng ta thường là sử dụng những cái con nhỏ như thế này này. Đấy, thì chúng ta sẽ vừa có pin, đấy, có thể mang đi mang lại được, hoặc là nghe ngoài trời, thậm chí nghe trong nhà, hát karaoke thì những con này nó thuận tiện để mang đi mang lại.
Đó. Và ở những cái nhóm mà khoảng tầm trên chục người thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn những cái con loa to hơn, ví dụ như con Patibox 300 hay là ở đây này, hoặc là con V41D này, hay là con Audiofrog P15 ở đây, hay là ba cái con ở cái phân khúc mà chúng ta có thể sử dụng cho những cái khoảng không gian trên 10 người, và hiệu quả âm thanh của nó như vậy thì nó mới đáp ứng đủ được cho cái không gian rộng. Và với những cái nhu cầu mà sử dụng cho hội nghị hay là một cái hội trường rộng lên đến hàng trăm người thì dĩ nhiên chúng ta sẽ phải lựa chọn những con loa lớn hơn, công suất từ 500 đến 1000W, ví dụ như ở đây có con Patibox 1000 hay là con Aeon One Pro và Aeon One thường, thì những con này thì đều từ khoảng 4 đến 500W thậm chí lên 1000W. Thì sử dụng của những con loa chuyên nghiệp này thì nó sẽ có nhiều đường cắm vào guitar này, rồi cắm đàn piano hay các cái thiết bị nhạc cụ khác vào đây. Còn những cái loa phổ thông thì chúng ta chỉ có thể cắm mic hoặc là một cái guitar là nhiều thôi. Đó. Và nếu như mà các bạn cảm thấy vẫn chưa đủ thì các bạn có thể sử dụng những con loa này này, nhưng các bạn ghép cùng một lúc ghép 5 đến 7 con. Chúng ta có thể ghép không dây hoặc ghép cắm dây cũng được, vì các cái con loa này nó đều hỗ trợ các cái công nghệ kết nối nhiều loa một lúc. Ok, sau cái phần chia sẻ về nhu cầu và cái mục đích sử dụng mà mình chia sẻ cho các bạn, thì các bạn cũng chắc hẳn là đã loại bỏ được một số các cái mẫu loa và tìm ra cho mình được một số các cái mẫu cần phải cân nhắc. Thì bây giờ đến cái phần tiếp theo thì mình sẽ đưa ra những cái loa nào mà hát karaoke hay, những cái loa nào mà nghe nhạc hay, và những cái loa nào mà 50-50, có nghĩa là vừa hát được mà vừa nghe nhạc cũng ok. Thì dựa trên cái kinh nghiệm của mình ấy, thì đầu tiên mình sẽ là những cái dòng loa hát hay thì sẽ có dòng P15 ở cái phân khúc giá rẻ mà khoảng tầm 5 đến 6 triệu, thì cái P15 của Audiofrog này mình thấy là hát rất là ổn, và nó sẽ phục vụ cho những cái mục đích là hát trong hát gia đình hoặc là hát rong ấy, hát rong, hoặc vì nó có bánh xe với cả có pin mà, nên là chúng ta có thể kéo đi để hát rong hay hát karaoke ngoài trời. Đấy, thì có con này là một này. Và để mà hát chuyên nghiệp cho những cái quán nhỏ nhỏ ấy, kiểu như là phòng trà các thứ người ta hát ấy, thì biểu diễn cắm được cả guitar, thì có cái con Bose S1 Pro này. Thì nếu các bạn lựa chọn được những cái mic phù hợp, hát con này cũng rất là hay. Đấy là thuộc dòng Pro chuyên nghiệp. Tiếp theo là có cái dòng JBL này. Đấy, JBL Compact vừa mới ra. Đó, là hát cũng thuộc dòng hát hay. Và để mà hát hay cho gia đình ấy, thì các bạn nên một lần thử cái con Aeon One 208P này này. Con này thì nó ngoài một cái bộ mixer đi kèm đây thì nó sẽ đi kèm với hai con loa ở phía trên đây, công suất là 300W, thì con này hát cho gia đình rất ổn. Và những phòng rộng người ta có thể cắm thêm loa súp trầm, hoặc là cắm thậm chí là sử dụng cho chuyên nghiệp là cắm nhiều thiết bị vào đây. Đấy, đàn guitar rồi các cái nhạc cụ khác cắm vào đây. Đó là hát cho gia đình hay. Thì đó là những cái con mà hát hay để mình chia sẻ cho các bạn. Thì nếu nói về nghe nhạc hay, nghe nhạc hay hay ở đây là mình so với các dòng loa kéo với nhau thôi các bạn nhá. Đấy, thì mình sẽ có cái dòng Patibox của JBL, mình thấy khá nổi bật ở trong cái phân khúc là nghe nhạc, tiếng nó khá là ấm và bass nó khá là uy lực, thì hợp với những cái party sôi động. Đấy, hoặc là thậm chí là DJ. Đấy, ví dụ như con đây là Patibox 300 này, Patibox 100 là những con nghe nhạc rất là ok. Và hay thì có con Patibox 1000 này, thì ngoài nghe nhạc hay thì nó còn có thể chơi DJ được, rồi mix nhạc dựa trên cái bàn DJ tích hợp sẵn ở trên cái con loa này. Đó. Và 50-50 có nghĩa là cái gì cũng tạm tạm ok. Thì có dòng Sony thì có con V21 và V41 đây. Thì hai con này thì sắp tới mình cũng sẽ làm video để review cho các bạn hai mẫu này. Đó. Và để mà các bạn có nhu cầu cao hơn, có nghĩa là cái gì cũng muốn là nó phải hay và nó phải chuyên nghiệp, thì dĩ nhiên là chúng ta phải lựa chọn đến những cái dòng Pro của JBL. Đấy, thì các cái nó sẽ ngoài cái bàn mixer tích hợp sẵn ở trên các cái loa này, thì một cái củ loa bass rất là kích thước rất là lớn ở dưới này, và 6 con loa con. Đấy, chúng ta có thể tháo rời nhá, tháo rời ghép ở phía trên này, thì con này vừa có thể hát hay, vừa có thể nghe nhạc hay, và có thể sử dụng cả mục đích ngoài trời lẫn trong nhà ở không gian rộng luôn, với công suất khoảng quanh quanh khoảng 400W đó. Ok, và cái phần tiếp theo là cái phần khá là quan trọng, vì là các bạn mua loa kéo thì 90% thì là sẽ là sử dụng để hát karaoke rồi. Thì chúng ta sẽ phân loại theo là ví dụ như là các bạn là những cái người mà hát rất là hay, hoặc là ca sĩ, hoặc là ca sĩ phòng trà gì đó, thì thường là người ta sẽ sử dụng những cái mic có dây hoặc không dây như thế này này. Thì những cái mic này thì nó sẽ thể hiện được rõ được các cái tiếng của các bạn như thế nào, nó ra khá là trung thực như thế. Các cái kỹ năng, các kỹ thuật trong hát thì nó sẽ thể hiện đúng cái chất âm của các bạn luôn. Đó, thì là những cái mic như thế này. Còn những cái người mà dùng phổ thông thôi ấy, những cái người dùng phổ thông mà không phải là chuyên nghiệp, hát cũng bình thường, thì cần phải có trợ giọng. Và trợ giọng thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ có những cái lựa chọn sau. Mic thì có thể là mic không dây hoặc có dây, nhưng mà những cái mic mà trợ giọng được là những cái mic có chỉnh equalizer ở trên này. Có nghĩa là chúng ta có thể chỉnh được echo để trợ, echo là nhại đấy, để trợ giọng cho mình thêm, hoặc tăng chép, tăng bass,
hoặc là set về volume, ấn trực tiếp ở trên mic này luôn. Và những cái mic này gọi là những mic tích hợp vang số đó. Và tiếp theo, để mà chuyên nghiệp hơn thì chúng ta sẽ sử dụng với cả những cái bộ vang cơ như thế này này. Đấy, thường gia đình thì chúng ta nên sử dụng những cái bộ vang cơ như thế này và mic không dây như thế này. Thì với những cái bộ vang cơ này nó trợ cho cái giọng các bạn rất là nhiều luôn. Ví dụ như các bạn giọng yếu hoặc là giọng không được hay cho lắm thì nhờ các bộ vang cơ này nó có thể chỉnh riêng từng các cái giải về hiệu ứng này, giải về nhạc, giải về mic để cho các bạn tùy chỉnh theo chất giọng của từng người thì hát luôn luôn sẽ là làm cho cái người hát phổ thông sẽ thấy hay. Đó, thì là những cái dòng mic có vang cơ như này. Và nhiều bạn chắc hẳn luôn, mình khẳng định là các bạn đang dùng những con dòng loa kiểu như này này, Bose 1 Pro, các bạn cắm mic dây vào, các bạn bảo là hát nó không hay, hát chán. Mình rất nhiều người mình gặp trường hợp đấy luôn. Và cái lý do chính là người ta không tìm được những cái mic phù hợp mà các bạn lại cắm cái mic dây vào thì dĩ nhiên là hát không hay rồi, vì mình không phải ca sĩ nên giọng của mình ra như thế nào nó ra đúng như thế nó không được hay. Và để mà hát hay thì người ta thường sử dụng những cái mic mà có tích hợp vang số như thế này này, hoặc là những cái bộ vang cơ như thế này, thì khi cắm vào cái loa đó mình thấy hát rất là hay luôn. Đấy, vì mình chỉnh được, với cả là nó cũng có cái phần trợ về giọng và xử lý âm thanh. Ok, và ngoài ra thì còn một số các bạn mà có những cái nhu cầu khác nữa, thì ví dụ như là cái nhu cầu về loa mà phải có đèn, thì ở đây mình sẽ điểm qua một số các sản phẩm có đèn luôn. Thì như con Party Box, thì dòng Party Box nào cũng có đèn. Đây là con Party Box 300 này, con 100 này và con 1000 kia. Và bên cạnh đó thì có con Sony V21 và V41 đây thì cũng có đèn. Đó, và tiếp đến là một số các bạn lại yêu cầu là hoặc là tìm những cái loa mà có thể ghép được nối nhiều cái cùng một lúc và có thể ghép được stereo chẳng hạn. Thì ở đây mình sẽ nói từng con một. Thì như con này là con P15 này, chúng ta chỉ chơi được một con thôi, chúng ta không thể ghép được nhiều loa vì nó không có đường out. Và dĩ nhiên không có đường out thì chúng ta cũng không thể ghép được với súp trầm bên ngoài. Tiếp đến là con Party Box 300 và Party Box 100, thì hai con này thì đều có đường out và đường in, chính vì thế chúng ta có thể ghép được nhiều loa dựa trên dây cắm và có thể ghép được thêm súp trầm, và hoặc là chúng ta có thể nối không dây cùng một lúc thì là được hai loa một lúc là không dây nhé, còn cắm dây thì bao nhiêu cũng được. Đây là hai con này. Và ghép được súp trầm nữa thì là có bộ Aeon One 208P này, thì nó có thể hát gia đình và nó có rất nhiều đường cắm vào, đường cắm ra nên chúng ta có thể ghép được súp trầm hoặc là các loại nhạc cụ khác thì mình cũng đã nói qua rồi. Đó. Và hai con này thì của Sony mà, nên là nó sẽ có cái công nghệ là Party Chain, hoặc là nó cũng có đường out để cắm qua súp trầm hoặc là ghép nhiều loa một lúc, nhưng mà cắm dây thì chúng ta ghép được rất nhiều. Đây. Và con này cũng tương tự như con Party Box 100 và 300, cũng có thể ghép nhiều loa và có thể ghép thêm súp trầm. Và các cái dòng chuyên nghiệp này thì khỏi phải nói rồi, rất nhiều đường cắm vào ra nên là cũng có thể ghép được súp trầm và cũng có thể là ghép nhiều loa một lúc. Và mình có một số các anh chuyên nghiệp sử dụng để biểu diễn ngoài trời thì chỉ cần là hai con này này, hai con này ghép vào nhau này, hai cục súp trầm nữa này và một bàn mixer, vậy là đủ cho cái mục đích biểu diễn ngoài trời rồi. Và phía bên trên đây thì chúng ta có con Sony PG10 này là chỉ chơi được một loa thôi vì nó không có đường out nên không thể ghép được ra các loa khác. Và hai con Bose và JBL này thì chúng ta có thể ghép dây thì rất nhiều, ghép thoải mái bao nhiêu con cũng được. Còn không dây thì JBL Compact này này, JBL Aeon One Compact này nó ghép tối đa lên đến 4 loa cùng một lúc không dây. Còn con Bose này thì hỗ trợ là hai loa cùng một lúc ghép đôi không dây. Đó là tất cả những cái mà mình muốn chia sẻ cho các bạn. Thì sau những cái chia sẻ đó thì chắc hẳn các bạn cũng đã chọn được ra một số các cái mẫu để các bạn cân nhắc, thì để các bạn lựa chọn được những cái loa phù hợp nhất với cái nhu cầu và mục đích của mình. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những cái video về sản phẩm mới mình cập nhật liên tục. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.